Hello, chào tất cả anh em, chào mừng các anh mình gần một tuần rồi mà có thể ra mắt được video phục vụ các anh em. Lý do là thời gian vừa rồi mình bận công việc, là một công việc chính của mình cũng khá là bận, và cái nữa là sức khỏe của mình nó không được tốt cho lắm, cho nên là cái việc quay video nó khá là khó khăn. Sau đó đến tận ngày hôm nay mới có thể ra được một video để chia sẻ đến các anh em. Và cái nội dung của mình ngày hôm nay đó là mình gọi là chia sẻ, thế nhưng cũng có thể gọi là khoe những cái chai nước hoa mới mà mình sẽ nhận được, mà mình đã nhận được. Bởi vì là có những cái chai nước hoa mình đang đợi để nhận về, và có những chai thì mình vừa nhận được thời gian vừa rồi. Và một cái nữa đó là không phải là chai nào cũng là full, có những chai là mình mua lại thôi, nó là gốc. Thế nhưng đặc điểm chung của nó đều là những chai nước hoa mình mới nhận được. Do vậy ngày hôm nay mình chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa đó, và nếu như các anh em muốn thì mình có thể review theo yêu cầu của anh em. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một số sản phẩm full hoặc chiết, tùy ý các anh em. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là những cái chai nước hoa mà mình mới những chai nước hoa mới mà mình sẽ nhận được trong thời gian tới đây. Ok, let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình muốn khoe với anh em đó là một sản phẩm không hề mới. Mình đã giới thiệu với anh em rồi và mình đã có một chai, thế nhưng ở đây là mình mua thêm một chai nữa để backup, hay gọi là dự phòng. Bởi vì thông thường mình có một thói quen, đó là những chai nước hoa thực sự ngon, độc lạ thì mình sẽ mua dự phòng thêm một chai. Bởi vì thông thường bây giờ các nhà nước hoa chỉ sau khoảng 3 năm là nó sẽ discontinue hoặc là rất là khó mua. Đó, cho nên là mình thường là có một thói quen, ví dụ như là những chai nào ngon mà mình thực sự là thích ấy, thì mình sẽ mua dự phòng. Ví dụ như là Lanudilome, Flair Lume hoặc là Jomo Intense, thì mình đều có một thêm một chai để dự phòng. Và cái chai này tiếp theo mình đã mua, đó là Banana Republic Tone Cabin. Đây là một chai nước hoa Tobacco Tone Cabin. Đây là chai nước hoa thuốc lá mình rất là thích, và mình quyết định là đã mua dự phòng thêm một chai, để mà nếu mà có bị làm sao thì mình đã có một chai để mà sơ cua rồi, tránh trường hợp một lần mình khá là lưỡng lự trong cái việc là mua hay không. Đó là chai Perry Oud Black Vanilla, và đến bây giờ đây là một cái sai lầm rất là lớn của mình. Mình không thể nào mình mua được thêm bất kỳ một chai nào nữa của mùi hương này. Với mình đây là một trong những chai nước hoa có thể gọi là top về mùi hương vani đó, kể cả so với niche và indie nhé. Chứ mình không, với chai nước hoa này thì mình không hề ngán bất kỳ một thương hiệu nào. Và đây là một cái sai lầm rất là lớn của mình, vì mình đã chần chừ trong cái việc mua thêm một chai. Ra đợt đấy là đói cho nên là cũng không dám quyết, mà về sau đó khoảng chỉ sau khoảng 6 tháng thôi là nó đã dis, và đến bây giờ thì không thể nào mình mua được, thực sự là không thể nào mua được. Đấy là một cái sai lầm rất là đáng tiếc. Và chai nước hoa đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em, Tobacco and Tone Cabin. Chai nước hoa thứ hai đó là Frank Olivier Oud Vani. Đây là một chai nước hoa combo nhang, vani và hồng, rất là dữ dội. Thực sự đây là một chai nước hoa mà có mình mới chỉ mở nắp mình ngửi thôi, và mình thấy rằng khá là dữ dội. Đây là một chai nước hoa có thể gọi là không dành cho các anh em nào có cái xu hướng thích mùi nhẹ nhàng mà thích mùi đậm và nồng. Mình cũng chưa biết là chai nước hoa này nó sẽ đưa mình đi đến cảm giác như nào, thế nhưng mà nó cũng rất đáng để mình cho mình thử. Frank Olivier Oud Vani. Ok, sau khi mình sẽ test và có một cái bài chia sẻ trên trang Facebook đối với các anh em về chai nước hoa này. Chai nữa đó là Amort Interlude. Như mọi người đều đã biết thì đến bây giờ thì nhà Amort này vừa ra mắt một cái sản phẩm, nếu mình nhớ không nhầm là Interlude 53 thì phải, 53%. Mình thì mình không cho rằng là một chai nước hoa có thể chiếm được 53% tinh dầu. Mình không cho rằng là như thế. Quay trở lại với chủ đề chính này. Đây là một chai nước hoa
Có một số người, thậm chí là với một số người anh em của mình cho rằng đây là một chai nước hoa khá là tang thương, mùi đăm hiếu. Thực sự là chai nước hoa này, mùi hương của nó đến bây giờ mình vẫn chưa cảm thấy có thể yêu thương được. Mình vẫn cảm thấy một cái gì đó nó hơi gợn gợn khi mà ngửi. Xin nói thêm là không phải là bởi vì mình thích những cái mùi nhẹ nhàng mà mình không thể ngửi được những cái mùi như chai Amort này. Có những chai mình còn đậm hơn nhiều, thế nhưng mà đôi khi nó chỉ là cái gu mùi chứ không phải là không ngửi được, chứ không phải vấn đề ngửi hay không ngửi được. Mình vẫn cảm thấy một cái gì đấy yêu thương, nó không được trọn vẹn chai nước hoa này. Mình hy vọng là có thể là sau một thời gian tới đây thì giữa Interlude và mình sẽ có một cái cải thiện đáng kể trong mối quan hệ. Tất nhiên là sau hết đợt bận này lắng thì mình sẽ thẩm dần em nó để xem là nó có tốt hơn hay không. Nếu mà không tốt hơn thì mình sẽ chia tay em nó. Còn hiện tại thì cứ để như này đã. Amort Interlude. Tiếp theo nữa, đó là một sản phẩm của nhà Hermes. Cái tên này khá là khó để phát âm, Ambre Naguili. Mình không biết mình có nói có đúng không. Theo như mình được biết, đây là một chai nước hoa có combo thuốc lá và quế. Không biết anh em có nhìn thấy không, có vẻ nó hơi trong thì phải, hơi khó nhìn. Ok, đây là chai nước hoa mà theo mình được biết là nó có thuốc lá, quế. Mình cũng chưa xịt mà, bởi vì cái combo này nghe khá là thú vị cho nên là mình trải nghiệm nhanh thử xem nó ra làm sao. Bởi vì quế là một cái nốt không bao giờ là dễ dàng, quế rất là khó ngửi bởi vì cái mùi nó hơi bị hăng và hơi hắc một chút. Bản thân mình ví dụ những cái chai mà nhất là những cái chai fresh spicy ấy, thường là nó sẽ có thêm quế. Mình thì mình không thích cái mùi quế cho lắm, nhưng mà để xem chai nước hoa này cái ấn tượng phát đầu nó ra làm sao. Ok, khá là lạ, mùi hương này khá là lạ. Mùi chai này có thật là chưa bao giờ mình được ngửi một chai nào, bất kỳ một chai nào có cái nét như chai nước hoa này, nhà Hermes. Hình như nó có mật ong không ạ? Chai này như có mật ong, cái mùi này đúng như kiểu mùi mật ong. Khá là chưa thể nói là thích hay không thích, nhưng mà khá là thú vị. Mình sẽ thẩm thêm chai nước hoa này và có một cái báo cáo đến gửi cho các anh em. Hermes Ambre Naguili, không biết là có đúng hay không. Đây, ngoại hình của em nó là như thế này. Ok. Và cuối cùng là một sản phẩm của nhà Frederic Moore, Musc Ravage. Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên mình được ngửi chai nước ngoài đó là một cái vial một người em của mình cho, và mình đã phê nó ngay lập tức. Nhưng mà bởi vì tài chính mình không ổn định cho nên là mình cũng chỉ dám mua lại thôi chứ mình không dám mua full. Đây là một mùi hương của xạ mố đàn hương. Mình nói thật là mình phải rất là ngưỡng mộ về cái perfumer đã làm ra mùi hương này. Và mình nghe nói là cái bản vintage của nó, cái mùi xạ nó khá là dữ dội, nhưng mà về sau thì nó làm mềm hơn. Mình thì mình chưa được ngửi bản vintage, thế nhưng mà đối với mình dữ dội hơn không có nghĩa là hay hơn, mà mình thích một cái gì đó nó hài hòa và nhẹ nhàng. Thì đây, ở phiên bản này đối với mình như thế là ok. Cho mình ngửi lại vintage chưa chắc mình đã thích, nhưng đây là cái mùi hương rất là ngon, sexy. Nếu mà các chị em nào mà xịt mùi hương này, và ví dụ như một buổi tối chẳng hạn, trong một cái buổi hẹn của one night stand, một buổi hẹn của tình một đêm, và nhất là trong đến hôm nay là bắt đầu trời khá là lạnh rồi, nếu như cô ấy xịt cái mùi hương của xạ này và một chút đong đưa, em đọc pass đi anh theo. Ok, Frederic Moore Musc Ravager.
Đây. Ok, đây là ngoại hình người em nói. Và tất nhiên rồi, mình cũng sẽ thẩm. Và nếu như các anh em muốn thì mình sẽ gửi báo cáo đến các anh em. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ. À, còn một chai nữa, đó là John Varvatos Dark Rebel. Đây là một chai nước hoa mà Jeremy Fragrance so sánh nó với Johnny D với cái mùi hương rất là hoang dại. Mình thì mình chưa nhận được hàng cho nên mình cũng chưa biết mùi hương nó như thế nào. Thế nhưng nhìn qua nốt của nó thì mình cũng biết đây là một chai nước hoa khá là dữ dội với thuốc lá da thuộc. Nói chung là sẽ là một cái sự trải nghiệm khá là gai góc. Nhưng mà bây giờ mình đang đợi hàng về cho nên là mình chưa có một cái gì để chia sẻ cụ thể với các anh em. Khi nào mình nhận được thì mình cũng sẽ có báo cáo đến các anh em. Ok. Video của mình đến đây là hết. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.